Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày 23 tháng 3 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Cục diện Tý Ngọ tương xung, người tuổi Tý có thể sẽ gặp phải nhiều rắc rối trong chuyện tình cảm. Thực tế là hai bạn đều chỉ muốn tốt cho đối phương nhưng tiếc rằng lại chẳng hiểu ý nhau nên gây ra những hiểu lầm không đáng có. Thứ ba này, bản mệnh nên bình tĩnh để tháo gỡ những khó khăn đang gặp phải, tìm cách để ngồi lại chuyện trò tâm sự với người ấy nhiều hơn nữa. Tình yêu đủ lớn thì có thể chiến thắng được mọi thứ, đừng quá căng thẳng. Trong ngày có chính quan xuất hiện, công việc của con giáp này dần trở nên suôn sẻ và thuận lợi hơn. Bản mệnh biết cách sắp xếp thời gian để giải quyết những vấn đề cấp bách trước nhất, hạn chế những nguy cơ phá vỡ con đường thăng tiến phía trước. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh kim. Có sự hoàn trả về tiền bạc hoặc việc làm đã đến lúc kết thúc dù có sự trắc trở đôi chút. Không nên ngồi tại chỗ, tự mình phải đi đến. Tin tức chậm, hoặc có tin ngoài ý muốn, ngoài sự giao ước. Không nên nóng tánh khi có sự tranh cãi. Tài lộc có sự trắc trở hoặc không được như ý trọn vẹn. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh thủy. Nên có sự nghỉ ngơi, hoặc không nên có mưu cầu lớn lao sẽ không có kết quả. Sức khỏe không tốt, mong cầu về tin tức dễ gặp chuyện không như ý hoặc có tin buồn. Gia đạo bất an. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh hỏa. Có sự đáo hạn, hẹn ước, định kỳ. Có tin xa, có khách đến. Không nên nản chí khi vấn đề như bức tường thành chắn ngang trước mặt. Ngày có nhiều sự bận rộn lo âu về công việc cũng như tình cảm, gia đạo cần phải lo toan. Cần lưu ý dễ có sự đảo lộn, gặp trở lực, có tin buồn. Hao tốn về mua sắm, quà tặng, tu bổ, sửa chữa. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh thổ. Đề phòng mọi rủi ro, bất trắc. Ngày gặp nhiều chuyện khó khăn hoặc phải làm việc nhiều mới có kết quả. Việc mong cầu về tài lộc tuy có nhưng chậm và cũng phải chi phí vào những việc cần thiết. Ngày có sự gặp gỡ, có tin xa, có người đi xa. Có cuộc vui, thì sự, đình đám. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh mộc. Mọi việc đều phải hết sức cẩn trọng, không nên nản chí khi vấn đề như bức tường thành chắn ngang trước mặt. Ngày có nhiều sự bận rộn lo âu về công việc cũng như tình cảm, lẫn gia đạo. Tuy nhiên nếu những gì đã có sự hẹn ước hoặc đã có kỳ hạn thì hãy làm cho xong. Tâm tình bất an, sức khỏe không tốt, gặp lại người xưa, chuyện cũ. Con số may mắn, 1-3. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lục trắng. Quý nhân phù trợ, giàu thân tỷ. Tử vi tuổi Sửu. Xem tử vi thứ ba cho thấy tuổi Sửu đang có nhiều mâu thuẫn với chính người thân của mình. Cục diện Sửu Ngọ tương hại cho thấy bản mệnh cần phải khéo léo hơn trong cách xử lý tình huống cũng như cách nói chuyện của mình. Có thể vấn đề không quá mức nghiêm trọng nhưng chính vì mọi người chưa hiểu ý nhau nên sinh ra những tranh cãi, bất đồng càng ngày càng gay gắt. Song là người một nhà thì nên bao dung, bạn hãy cố gắng hạ bớt cái tôi của mình để gia đình được hòa thuận. Thương quan nhắc nhở những chú trâu cần phải tiết chế bớt cảm xúc cá nhân mà tập trung vào công việc của mình. Nhiệm vụ được giao nên cố gắng hoàn thành đúng trong thời gian cho phép, chớ dây dưa lâu ngày. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim. Ngày phải bôn ba cực nhọc mới có được kết quả chút ít. Mọi việc sẽ đến dồn dập, tốt xấu lẫn lộn. Không nên câu nệ vào những tiểu tiết, miễn công việc được thành tựu là tốt. Gia đạo có chuyện buồn, tâm tình bất an, nên tránh những chuyện tranh cãi, thị phi. Nếu nóng tính vội vàng thì dễ bị mắc sai lầm. Nếu có tài lộc chỉ là lộc vay mượn, tạm ứng tiền của sự đáo hạn, hoặc chỉ là lộc ăn, món quà nhỏ. Có tin buồn. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh thủy. Khi bắt tay vào công việc gì đề phòng có sự tráo trở hoặc sự việc xảy ra không được đúng như ý muốn. Nếu có người đề nghị về hợp tác, hoặc chia tay, giải thể thì cũng không nên vì những tiểu tiết nhỏ nhặt làm mất hòa khí. Nên thanh toán những việc đã đến hạn kỳ. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa. Chớ nên vội vã kết luận hoặc kết thúc công việc. Khi bắt tay vào công việc gì đề phòng có sự tráo trở hoặc sự việc xảy ra không được đúng như ý muốn. Không nên vì chuyện tình cảm mà có sự thiệt hại, phiền lòng. Nếu có người đề nghị về hợp tác, hoặc phải chia tay, giải thể thì cũng không nên vì những tiểu tiết nhỏ nhặt làm mất hòa khí. Nên thanh toán những việc đã đến hạn kỳ. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh thổ. Cần phải cực nhọc mới có được kết quả. Mọi việc sẽ đến dồn dập, tốt xấu lẫn lộn. Không nên câu nệ vào những tiểu tiết, miễn công việc được thành tựu là tốt. Gia đạo có chuyện buồn. Tâm tình bất an, nên tránh những chuyện tranh cãi, thị phi. Có tin buồn,
Nếu nóng tính vội vàng thì dễ bị mắc sai lầm. Nếu có tài lộc chỉ là vay mượn, tạm ứng tiền của sự đáo hạn, hoặc lộc ăn, quà tặng. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc. Khi bắt tay vào công việc gì đề phòng có sự tráo trở hoặc sự việc xảy ra không được đúng như ý muốn. Mọi việc đều phải có nhu nhuyễn khéo léo mới có kết quả. Làm gì cũng nên giữ lấy uy tín. Tuy nhiên hãy suy nghĩ kỹ, nhận thêm một việc tức là nặng thêm một việc. Nên thanh toán những việc đã đến hạn kỳ. Con số may mắn, 27. Giờ tốt từ 15 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, nâu. Quý nhân phù trợ Tuất, Mão, Hợi. Tử vi tuổi Dần. Trong ngày có tam hợp quý nhân chỉ đường dẫn lối, nếu tuổi Dần không muốn đánh mất cơ hội hạnh phúc của mình thì hãy chủ động lên nhé. Bản mệnh đang đứng trước những mối nhân duyên khá lý tưởng đó. Hãy cố gắng để lựa chọn người thực sự phù hợp với mình, đừng để những thứ phù phiếm khiến bạn mù quáng mà lỡ mất tình yêu đích thực. Hôm nay tình yêu sẽ tới gõ cửa trái tim, liệu bạn có mở cửa không? Thiên ấn góp thêm phần may mắn trong ngày thứ ba này của tuổi Dần khi những khó khăn trở ngại trước đó dần tan biến. Con giáp này biết cách lợi dụng thế mạnh của mình để xử lý những sự cố mới phát sinh. Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh thủy. Mưu sự còn bị nghẽn lối, hoặc công việc gặp trắc trở. Cẩn trọng về tiền bạc do tình thế đảo lộn khác với sự tính toán của mình. Tuy nhiên cũng có quý nhân giúp đỡ, hoặc chờ đợi sẽ có tin tức mới. Có khách bè bạn đến, hoặc nhận được tin của họ. Có sự di chuyển, thay đổi. Có tài lộc, hạp các nghề xe cộ, máy móc, chế biến, pháp luật. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa. Có người mang tin đến. Có tin buồn, có tin vui ở xa. Mọi việc hãy để tự nhiên, không nên manh động thì đỡ xấu. Ngày không nên có sự đương đầu, mà cần có sự nhẫn nhịn chờ đợi. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Sức khỏe không tốt, tài lộc dễ hao, hoặc phải chi trả những việc đáo hạn, định kỳ, đến hẹn. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ. Không nên tránh né mà hãy mạnh dạn giải quyết công việc, hay tiền bạc cho bớt đi gánh nặng và để giữ lấy uy tín của mình. Có người mang tin đến. Có tin buồn. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Sức khỏe không tốt, tài lộc trung bình. Cẩn trọng về lời nói dễ có sự tranh cãi, gặp phiền muộn. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc. Mưu sự còn bị nghẽn lối, hoặc công việc gặp trắc trở. Nên có sự di chuyển, thay đổi và nên tìm quý nhân giúp đỡ, hoặc chờ đợi sẽ có tin tức mới. Cẩn trọng về tiền bạc, do tình thế đảo lộn khác với sự tính toán của mình. Có khách bè bạn đến, hoặc nhận được tin tức của họ. Có tài lộc, hạp các nghề xe cộ, máy móc, chế biến, pháp luật. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim. Không nên tránh né mà hãy mạnh dạn giải quyết công việc hay tiền bạc thuộc về quá khứ cho bớt đi gánh nặng và để giữ lấy uy tín của mình. Ngày không nên có sự đương đầu, mà cần có sự nhẫn nhịn chờ đợi. Có người mang tin đến. Có tin buồn. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Sức khỏe không tốt, đề phòng rủi ro, bất chắc. Tài lộc trung bình, cẩn trọng về lời nói có sự tranh cãi hoặc gặp chuyện phiền muộn. Con số may mắn, 48. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, đen, vàng. Quý nhân phù trợ Mùi, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Mão. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp thứ ba này cho thấy tuổi Mão đang cần một người để thổ lộ tâm tình, xoa dịu những nỗi đau về tình cảm. Mão Ngọ tương phá, con giáp này cố tỏ ra mình cứng rắn nhưng trong lòng toàn là nước mắt. Người ấy khiến bạn tổn thương rất nhiều, đặt nhiều tình cảm ở đối phương nhưng cuối cùng lại chẳng được đáp lại, có thể điều này sẽ khiến cho tuổi Mão mất một thời gian để hồi phục lại tinh thần. Chính ấn mang đến cho tuổi Mão thêm dũng khí để dám nghĩ dám làm, nhờ thế mà giành được những thành công vang dội trên con đường công danh sự nghiệp. Bản mệnh hãy chủ động để nắm lấy cơ hội thể hiện mình. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh thủy. Nên tránh những chuyện tranh cãi, thị phi. Coi chừng khi hành động dễ bị ràng buộc, làm trong sự miễn cưỡng. Tất cả chỉ là ngắn hạn, thành công trong nhất thời, dễ bị bỏ dở, ngồi lâu có hại. Trong nội bộ có người châm chích và cũng không nên vì tình cảm mà che chở cho họ hoặc phải chịu đựng mãi nên có thái độ dứt khoát. Tài lộc trung bình, ngày có tiệc vui, hoặc có thêm người. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh hỏa. Dù có đang tiến hành làm công việc gì cũng nên suy tính trước sau, để phòng tiểu nhân hoặc có những sự việc xảy ra không được thuận lợi. Nên có sự thay đổi về quan điểm của mình trước tình hình mới. Có tin xa, nên ra đi giải quyết hoặc tìm hiểu công việc. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh thổ. Mọi việc đều có thể bị đảo lộn không đúng như ý muốn hoặc có sự hư hại, trắc trở.
Nếu có nhiều công việc đến thì nên làm những việc đã có dự tính, ước hẹn. Nên có sự thay đổi về phương hướng của mình trước tình hình mới. Ngày có sự gặp gỡ, có lộc hoặc có quà tặng, cuộc vui ngắn. Có tin xa, nên ra đi giải quyết hoặc tìm hiểu công việc. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc. Tất cả chỉ là ngắn hạn, thành công trong nhất thời, dễ bị bỏ dở, phá ngang, ngồi lâu có hại. Nên tránh những chuyện tranh cãi, thị phi. Coi chừng khi hành động dễ bị ràng buộc, làm trong sự miễn cưỡng. Tài lộc trung bình, ngày có đình đám tiệc tùng hoặc có thêm người. Có tin vui, hỷ sự. Có tin tức về tiền bạc hoặc việc làm ăn. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim. Mọi việc mong cầu đều rất khó thành công hoặc đúng như đã dự định. Nên đi xa, di chuyển, gặp gỡ để giải quyết công việc, kể cả chuyện tình cảm cũng vậy. Có tin vui, hỷ sự, hoặc có đám tiệc, có lộc nhỏ. Có tin xấu về rủi ro, tai nạn, hoặc có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng. Con số may mắn, 29. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, đen, xanh dương. Quý nhân phù trợ Tuất, Hợi, Mùi. Tử vi tuổi Thìn. Vận trình tử vi thứ ba cho thấy tuổi Thìn đang được thực thần trợ mệnh nên đường tài lộc càng ngày càng thịnh vượng. Con giáp này kinh doanh buôn bán thuận lợi, tiền bạc cứ thế ùn ùn đổ về nhà chẳng lúc nào ngơi. Bản mệnh có thể mạnh dạn thực hiện những kế hoạch của mình trong ngày tài khí vượng này. Nếu muốn khởi nghiệp, những chú rồng có thể bắt tay vào làm ngay từ lúc này, chớ để mình phải hối hận vì để lỡ cơ hội tốt. Hỏa dưỡng thổ, những cố gắng và nỗ lực bày tỏ tình cảm của tuổi Thìn cuối cùng cũng được người ấy chấp nhận. Khi mối quan hệ đã được xác nhận, người ấy sẽ dành nhiều thời gian để quan tâm, chăm sóc cho bạn. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa. Ngày tuổi của bổn mạng. Tất cả mọi công việc về công danh, tình cảm, tiền bạc đều nên có sự cẩn trọng. Dễ bị ràng buộc về lời nói, thị phi, tranh cãi. Gặp phải hoàn cảnh có nhiều sự đảo lộn ngược xuôi khó nắm bắt. Tài lộc chậm chạp, hoặc chỉ là lộc nhỏ. Có tin buồn. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ. Ngày tuổi của bổn mạng. Mọi sự có thể xảy ra nhiều tình huống khó dự đoán. Nên dè dặt trong mọi chuyện. Có tin xa, nên thu vén công việc, và cũng không nên quyết định những công việc lớn, trọng đại. Tâm tình bất an, có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Tốt hơn là nên nghỉ ngơi, chờ đợi. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc. Ngày tuổi của bổn mạng. Mọi sự có thể xảy ra nhiều tình huống khó dự đoán. Nên dè dặt trong mọi chuyện. Chớ nên có sự tranh chấp, tranh cãi sẽ đưa đến điều không tốt. Nên tiến hành những công việc đã được định trước, kể cả về mặt tiền bạc. Có tin xa, nếu không phải là ngày làm việc thì nên nghỉ ngơi, bày vẻ thêm thì bất lợi. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim. Ngày tuổi của bổn mạng. Hãy chỉ nên chăm chú vào một chuyện, không nên ôm đồm công việc. Hãy bình tĩnh, dù sự việc có khó khăn đến đâu cũng có phương cách giải quyết. Sức khỏe không tốt, gia đạo bất an, tuy nhiên cũng có được cơ hội để giải trừ. Nếu không phải là việc hệ trọng thì nên nghỉ ngơi. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy. Ngày tuổi của bổn mạng. Mọi sự có thể xảy ra nhiều tình huống khó dự đoán. Nên dè dặt trong mọi chuyện. Chớ nên có sự tranh chấp, tranh cãi sẽ đưa đến điều không tốt. Nên tiến hành những công việc đã được định trước, kể cả về mặt tiền bạc. Có tin xa, nếu không phải là ngày làm việc thì nên nghỉ ngơi, bày vẻ thêm thì bất lợi. Con số may mắn, 4, 7. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, nâu. Quý nhân phù trợ Tuất, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Tỵ. Ngày thứ ba này tử vi nói rõ, người tuổi Tỵ đang đắm chìm trong hạnh phúc của tình yêu đôi lứa khi mà quý nhân tam hội giúp bạn hàn gắn những vết nứt trong tình cảm trước đó. Hai người thực sự hướng về nhau nên sớm muộn gì cũng ở bên nhau. Người độc thân sẽ sớm thoát khỏi những định kiến của chính bản thân mình khi bạn bị tình yêu làm cho rung động. Đừng trốn tránh khỏi thực tại vì lo sợ này kia, bạn không thể nào đảm bảo mình luôn an toàn trong cuộc sống này. Tỷ kiên nhắc nhở tuổi Tỵ nên chú ý nhiều hơn trong cách ứng xử nơi công sở. Đừng quá áp đặt ý kiến chủ quan của mình với mọi người, nên khéo léo hài hòa là hơn, tránh làm mất lòng những người làm việc cùng mình mỗi ngày. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa. Không nên vội vã tiến lên, dễ bị lún sâu. Tốt hơn nên noi lối cũ, an phận thủ thường. Có người muốn nâng đỡ mình nhưng còn dè dặt, hoặc có người châm chích. Mọi việc cứ để yên chưa phải lúc. Chuyện tình cảm, tình duyên thoải mái vui tươi. Tài lộc trung bình, hao tài về giao thiệp, mua sắm, tiền của sự đáo hạn, định kỳ. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ. Có sự trắc trở khó khăn, hoặc công việc đang tiến hành thì bị bỏ dở, tiến thoái lưỡng nan.
chỉ nên làm việc bình thường. Có tin xa, nên ra đi giải quyết công việc đã có dự tính nhưng có sự chờ đợi chậm trễ, lâu lắc hoặc gặp mặt không đầy đủ. Ngày có sự hao tốn cho những dịch vụ định kỳ. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc. Những việc xưa cũ đã đến lúc phải có sự kết thúc hoặc phải thay đổi. Nếu không tìm được phương kế thì nên tìm gặp quý nhân là người khác phái giúp đỡ. Nên ra đi giải quyết công việc. Có tin tức ở xa hoặc có khách đến. Có sự hao tốn cho những dịch vụ định kỳ. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim. Tốt hơn nên noi theo lối cũ, an phận thủ thường, nếu muốn thay đổi thì cần có ý kiến của nhiều người. Ngày có sự hoàn tất công việc hoặc có sự đáo hạn, định kỳ. Có tin vui, gặp người tốt. Có người muốn nâng đỡ mình nhưng còn dè dặt vì e sợ có người châm chích. Mọi việc cứ để yên chưa phải lúc. Chuyện tình cảm tình duyên thoải mái vui tươi. Tài lộc trung bình, hao tài về giao thiệp, mua sắm, tiền của sự đáo hạn, định kỳ. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy. Dù có nhận được tin tức hay xấu nhưng cũng nên cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi mới giải quyết những công việc kế tiếp. Nên tu bổ, sửa chữa, mua sắm những gì còn thiếu sót hoặc đã có sự hư hại, hoặc hoàn tất những gì đã có định ước, đến hẹn. Những việc xưa cũ đã đến lúc phải có sự kết thúc hoặc phải thay đổi. Con số may mắn, 6-9. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ cam. Quý nhân phù trợ, dậu, sửu, thân. Tử vi tuổi Ngọ. Xem tử vi thứ ba này cho thấy, người tuổi Ngọ không kiềm chế được cảm xúc của mình, dẫn đến những hậu quả không thể lường trước được. Ngọ Ngọ tự hình, chính bạn cũng không thể hiểu được mình. Kiếp tài nhập mệnh, con giáp này còn gặp thêm cả rắc rối trong chuyện tiền bạc nữa, có thể bạn sẽ đánh mất tiền của trong tay vì thiếu cân nhắc khi đưa ra những quyết định quan trọng. Chuyện đầu tư kinh doanh vốn chưa bao giờ là trò may rủi, cần phải có đầu óc tính toán rõ ràng, yếu tố may mắn chỉ phụ thêm mà thôi. Tuổi Ngọ nếu quá trông chờ vào vận may thì có thể sẽ bị ngã ngựa mà chẳng thể nào chống đỡ lại được. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim. Có người khác xen vào chuyện của mình, hoặc thời cơ cơ hội không chiều theo ý mình. Tin tức đến không tốt, có nhiều chuyện lo âu về công danh, tình cảm. Tiến lên thì bất lợi, chỉ gây thêm sự rắc rối. Sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi nhận lời của người khác về công ăn việc làm cũng như về tình cảm. Nên cẩn trọng có người muốn xen vào chuyện của mình với ý đồ không tốt. Mọi chuyện không nên hấp tấp hoặc bày vẽ thêm nhiều việc sẽ không có lợi, đưa đến bực mình, tranh cãi, bích lòng. Giới hạn việc đi lại, đề phòng rủi ro. Nếu có cuộc vui thì cũng không được vừa ý. Có tin hoặc chuyện buồn. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa. Ngày tuổi của bổn mạng. Nếu cần làm việc gì thì nên làm cho nhanh chóng và sớm sủa tức là nên chụp lấy thời cơ. Tuy nhiên nếu đã có kết quả thì không nên tiến thêm. Ngày có nhiều tin tức ở xa, có người đi xa. Có sự gặp gỡ, hội ngộ. Có tài lộc, tuy nhiên cũng nên đề phòng có sự trách oán hoặc phải hao tốn vì giao thiệp. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ. Đề phòng sự tráo trở hoặc sự việc xảy đến bất ngờ khiến cho mình không trở tay kịp. Không nên nghe ý kiến của người khác mà hãy tự mình tìm phương cách giải quyết. Nếu là ngày có sự gặp gỡ thì cuộc vui cũng không vừa ý. Có tin xa. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc. Giới hạn việc đi lại, di chuyển, đề phòng rủi ro. Có tin tức hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Có tài lộc, hãy suy nghĩ kỹ trước khi nhận lời của người khác về công ăn việc làm cũng như về tình cảm. Nên cẩn trọng có người muốn xen vào chuyện của mình với ý đồ không tốt, hoặc có sự trách oán. Con số may mắn, 5-8. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, cam, hồng. Quý nhân phù trợ Tuất, Mão, Dần. Tử vi tuổi Mùi. Tuổi Mùi hãy tận dụng cát khí trong ngày thứ ba này để khiến cho đường tình duyên của mình vượng sắc hơn. Lục hợp cục tre chở đào hoa bắt đầu khởi vượng, báo tin vui chuẩn bị về. Con giáp này đừng chần chừ do dự nhiều thêm nữa, bởi bạn càng chần chừ thì càng có nguy cơ đánh mất tình yêu đáng lẽ thuộc về mình. Chẳng có ai đứng ở một chỗ chờ đợi mãi, bạn bỏ lỡ một lần có khi phải chờ thêm trăm năm nữa. Thương quan chiếu mệnh, công việc của con giáp này không được suôn sẻ cho lắm. Bản thân bạn đang có những cảm xúc bất thường nên cũng chẳng mấy tập trung vào công việc, đây cũng là điều dễ hiểu. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim. Việc như thế nào thì cứ làm như thế ấy, không nên suy tính quá kỹ lại trở thành không tốt. Nên tránh những chuyện tranh cãi, thị phi. Có tài lộc hoặc có tin tốt về công ăn, việc làm, tình cảm, tiền của sự đáo hạn, định kỳ. Có lộc ăn, quà tặng. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy.
ngày có sự hao tài hoặc phải chi trả những việc đã có dự tính. Nên có sự vay mượn hoặc nhờ quý nhân giúp đỡ về tiền bạc. Ngày có nhiều chuyện phải lo âu, giải quyết vì có nhiều sự kiện xảy ra hoặc có tin tức đến không phù hợp với tình hình hiện tại. Cần thiết là phải gặp mặt trực tiếp. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh hỏa. Không nên tin cẩn ở mặt bề ngoài vì công việc hoặc lời nói còn có ẩn ý. Tuy nhiên đây không phải là chuyện xấu vì có sự e ngại nên để người khác đứng thay cho mình. Có hao tốn chút ít về giao thiệp, hoặc phải chi trả những việc đã có dự tính. Không nên e ngại khi có sự vay mượn hoặc nhờ quý nhân giúp đỡ về tiền bạc. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh thổ. Mọi việc chỉ nên ngồi yên, nhưng nếu cần làm thì phải làm cho nhanh, không đặt nặng vào những chuyện nhỏ nhặt thì mới có lợi. Không nên suy tính quá kỹ lại trở thành không tốt, nên tránh những chuyện tranh cãi, thị phi. Có tài lộc hoặc có tin tốt về công ăn, việc làm, tình cảm, tiền của sự đáo hạn, định kỳ. Có lộc ăn, quà tặng. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh mộc. Mọi việc đều nên ẩn nhẫn hoặc tìm người khác thay thế mình trong công việc cần giải quyết. Có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân, có lộc nhỏ hoặc có quà tặng vui chơi. Có tin tức ở xa. Không nên e ngại khi có sự vay mượn hoặc nhờ quý nhân giúp đỡ về tiền bạc. Con số may mắn, 19. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, nâu cam. Quý nhân phù trợ, hợi, mão, ngọ. Tử vi tuổi Thân. Người tuổi Thân trong hôm nay có thể sẽ gặp nhiều may mắn về tài lộc nhưng trong chuyện tình duyên thì chẳng có được vận may như thế, quả là đen tình đỏ bạc. Đây không phải là điều con giáp này mong muốn. Vận trình thứ ba này với tuổi Thân cho thấy thiên tài dẫn dắt nên những chú khỉ có thể nhanh chóng nắm bắt được vận may hiếm có mà không mất quá nhiều thời gian và công sức. Số tiền bạn thu về hôm nay xứng đáng để quy về vận may luôn đó. Tất nhiên vẫn có yếu tố năng lực quyết định, song không cần quá quan trọng ở điểm đó. Nhất là khi mà gia đình của con giáp này đang có nhiều lục đục trong ngày hỏa kim mâu thuẫn, bạn nên dành thời gian thêm cho người thân của mình. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh thủy. Ngày phải đương đầu với mọi tranh chấp, sự việc đến hoàn toàn không dễ dàng. Đề phòng mọi rủi ro bất trắc, chuyện tình cảm nên thẳng thắn mà giải quyết nhanh chóng. Hợp đồng ký kết giao dịch cẩn trọng về chữ nghĩa, giấy tờ sẽ có sự giấu giếm, lừa đảo, hoặc bị sơ sót lầm lẫn đưa đến bất lợi. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh hỏa. Mọi việc không nên gấp gáp, vội vã. Ngày có nhiều áp lực, trắc trở khó khăn khiến mình phải lo âu vì sự việc xảy ra hoàn toàn khác. Đề phòng rủi ro, khẩu thiệt, tranh cãi, gặp tiểu nhân, hoặc chỉ nhận được những tin tức không tốt. Cố gắng giữ lời hứa nếu đã có hẹn trước. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh thổ. Không nên chờ đợi mà hãy mạnh dạn thay đổi hoặc thông báo cho người những việc cần giải quyết. Mọi việc đều phải nhanh chóng mới có kết quả. Càng về cuối ngày sự việc sẽ không tốt, hoặc phải kéo dài qua ngày khác. Nên thanh toán những gì đã có sự ước hẹn, dự tính. Có tin xa. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh mộc. Không nên để cho tình thế hiện tại trói buộc mình mà hãy mạnh dạn tìm phương cách giải quyết hoặc ra đi tìm phương kế. Nên suy xét cho cẩn thận về những lời bàn ra tán vào, sự việc đến hoàn toàn không dễ dàng. Nếu có hợp đồng, ký kết, giao dịch, đầu tư, thì cẩn trọng về chữ nghĩa sẽ có sự giấu giếm, lừa đảo, hoặc bị sơ sót lầm lẫn đưa đến bất lợi. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh kim. Sự việc không phải là đơn giản, không phải một lần giải quyết hành động mà kết thúc được vấn đề, vì sẽ có những chuyện xảy ra bất ngờ không đúng với ý nghĩ của mình. Tuy nhiên cũng không nên nản chí sẽ có kết quả. Tin tức không tốt hoặc chờ đợi chậm chạp, lâu lắc. Con số may mắn, 48. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, vàng. Quý nhân phù trợ Tí, Thìn, Dậu. Tử vi tuổi Dậu. Tử vi ngày 23 tháng 3 năm 2021 cho thấy chính tài đang đứng ra chống đỡ cho tuổi Dậu có được nguồn thu nhập ổn định và vững vàng. Bản mệnh không cần phải lo lắng quá nhiều về tiền bạc nữa. Song ngũ hành xung khắc lại là tín hiệu khá đáng ngại cho thấy chuyện tình cảm của con giáp này đang có nhiều vấn đề phải xử lý. Đừng để những mâu thuẫn, bất đồng tồn tại quá lâu khiến cho tình cảm dần phai nhạt. Bạn nên thử tìm cách để nói chuyện thẳng thắn, chân thành cùng người ấy để tìm cách tháo gỡ những vấn đề đang gặp phải. Chớ nên để cho tới lúc không còn gì có thể cứu vãn được mới hối hận cũng đã muộn. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy. Việc đến như thế nào thì cứ làm như thế ấy, không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện. Có tin tức tốt ở xa hoặc gặp lại người xưa, tài lộc vào ra thất thường. Ngày có nhiều công việc đến rất bận rộn, có người đến mang tin buồn hoặc đến nhờ vả. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh hỏa.
không nên e ngại chuyện hao tốn vì sự việc không phải là dễ dàng. Trong việc đi lại cũng vậy, phải nên có sự dự phòng về thời gian cũng như về tiền bạc. Mọi việc tổ chức, sắp xếp cho các việc đã có dự tính khó có kết quả như ý trọn vẹn. Có tin xa, có cuộc đi ngắn. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ. Mọi việc tổ chức, sắp xếp cho các việc đã có dự tính khó có kết quả như ý trọn vẹn. Ngày có tiệc tùng đình đám hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, trong đó có người không tốt. Nếu có việc di chuyển nên có sự dự phòng về thời gian cũng như về tiền bạc. Có tin xa, có cuộc đi ngắn, có tài lộc hoặc có quà tặng lộc ăn. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc. Ngày có nhiều việc đến rất bận rộn. Không nên có sự cầu toàn và cũng phải biết thiệt thòi đôi chút thì mới có lợi. Tình cảm không nên để mất, hãy làm theo những gì đã được định ước. Có người đem sự thuận lợi đến hoặc có cuộc vui. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh kim. Mọi việc tổ chức, sắp xếp cho các việc đã có dự tính khó có kết quả như ý trọn vẹn. Ngày có tiệc tùng đình đám hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, trong đó có người không tốt. Nếu có việc di chuyển nên có sự dự phòng về thời gian cũng như về tiền bạc. Có tin xa, có cuộc đi ngắn, có tài lộc hoặc có quà tặng lộc ăn. Con số may mắn, 6, 7. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, bạc vàng. Quý nhân phù trợ tị, sửu thìn. Tử vi tuổi Tuất. Ngọ Tuất bán hợp, tuổi Tuất đang có nhiều cơ hội để đắm chìm trong tình yêu đôi lứa. Chỉ cần bạn muốn và gật đầu là người ấy sẽ là của bạn, tình cảm giữa hai người sớm đã được xác lập, chỉ thiếu một bước cuối cùng mà thôi. Các cặp vợ chồng cầm tinh con chó trong ngày này cũng sẽ cảm thấy có nhiều cơ hội để hâm nóng tình yêu. Bạn và người ấy đã dần hiểu nhau nhiều hơn, có khi tâm ý tương thông, chẳng cần nói nhiều cũng hiểu ý nhau. Thực thần góp thêm niềm vui trong ngày cho con giáp này khi mà việc làm ăn kinh doanh của bạn vô cùng thuận lợi, kiếm tiền dễ như trở bàn tay luôn đó. Hãy chuẩn bị tinh thần để quản lý tài chính cho tốt nhé. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa. Ngày xung của bổn mạng. Có nhiều chuyện phiền toái đến với mình nếu không cẩn trọng trong công việc, hoặc được giao phó. Nên nhẫn nại nếu có lời trách oán hoặc bị áp lực. Vì chưa phải là thời cơ để mình lên tiếng. Hoặc chỉ nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại, hay thuận theo thời cuộc. Nên đi xa hoặc bỏ công việc cũ và làm lại thì tốt. Có tin xa nhắc mình về cuộc hẹn, lời hứa. Có quý nhân giúp đỡ. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ. Ngày xung của bổn mạng. Không nên than van hoặc âu lo. Nếu có những trở ngại, bị áp lực hoặc có tin xấu cũng nên nhẫn nại vượt qua, sẽ có người biết đến và giúp đỡ hoặc gặp được vận may. Hãy mạnh dạn thay đổi. Nếu không phải và việc nghiêm trọng thì chỉ nên nghỉ ngơi và làm những công việc đã có dự tính. Có tin xa, một ngày bận rộn, hay lo. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc. Ngày xung của bổn mạng. Công việc nếu có những trở ngại, bị áp lực, hoặc có tin xấu cũng nên nhẫn nại vượt qua, sẽ có quý nhân giúp đỡ hoặc gặp được vận may. Nếu không phải là việc quan trọng thì chỉ nên nghỉ ngơi, hoặc xem xét lại những việc cũ. Không nên than van hoặc âu lo. Có tin xa, một ngày bận rộn, hay lo. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim. Ngày xung của bổn mạng. Có nhiều chuyện phiền toái đến với mình nếu không cẩn trọng trong công việc, hoặc được giao phó. Nên nhẫn nại nếu có lời trách oán hoặc bị áp lực. Vì chưa phải là thời cơ để mình lên tiếng. Hoặc chỉ nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại, hay thuận theo thời cuộc. Có tin xa nhắc mình về cuộc hẹn, lời hứa. Có quý nhân giúp đỡ. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy. Ngày xung của bổn mạng. Nếu không phải là việc nghiêm trọng thì chỉ nên nghỉ ngơi và làm những công việc đã có dự tính. Không nên than van hoặc âu lo. Về công việc nếu có những trở ngại, bị áp lực hoặc có tin xấu cũng nên nhẫn nại vượt qua, sẽ có người biết đến và giúp đỡ hoặc gặp được vận may. Hãy mạnh dạn thay đổi. Có tin tức ở xa. Có tin buồn, cẩn trọng sức khỏe không tốt. Một ngày bận rộn, hay lo. Con số may mắn, 4, 7. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, nâu. Quý nhân phù trợ thân, dần, ngọ. Tử vi tuổi Hợi. Thiên quan chiếu mệnh, hôm nay tuổi Hợi cần phải thận trọng với những hành động của mình kẻo bạn có thể bị tiểu nhân hãm hại, làm cho những chuyện từ đơn giản thành phức tạp vô cùng. Vốn dĩ bạn chẳng có ý gì xấu nhưng sau khi bị tiểu nhân tô vẽ thì lại thành kẻ mưu mô, khiến cho những người xung quanh cảm thấy sợ hãi mà xa lánh, công việc cũng vì thế mà mất đi sự hanh thông. Hỏa thủy bất dung, mối quan hệ giữa bạn và người ấy vẫn chưa tìm được điểm để phát triển. Giữa hai người vẫn đang tồn tại một bức tường vô hình ngăn cách khiến cho tình cảm không thể cháy bỏng hơn nữa. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa.
Có tin tức, ở xa tốt cũng có mà xấu cũng có. Mọi việc nên chờ đợi, không nên hấp tấp tiến hành, cũng không nên nghe ý kiến của những người khác. Có người ra đi, gặp lại người xưa. Tài lộc trung bình, định kỳ, đáo hạn. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thuộc mệnh thổ. Ngày có nhiều công việc đến dồn dập, cũ cũng như mới, hoặc có nhiều người đến hoặc có nhiều tin tức. Nên thanh toán những gì mình còn dính líu ở quá khứ, hoặc nên giải quyết cho xong những việc đã kéo dài từ lâu. Ngày thuận lợi cho việc di chuyển, đi xa. Hao tài về giao thiệp, ăn uống, giải trí, chữa bệnh. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, thuộc mệnh mộc. Mọi việc mong cầu cần phải dựa vào sức hoặc uy tín của người khác thì mới thành công. Tuy nhiên mọi sự đều phải sòng phẳng để tránh sự mích lòng về sau. Ngày thuận lợi cho việc di chuyển, đi xa. Ngày có nhiều công việc đến dồn dập, cũ cũng như mới, hoặc có nhiều người đến hoặc có nhiều tin tức. Nên thanh toán những gì mình còn dính líu ở quá khứ, hoặc nên giải quyết cho xong những việc đã kéo dài từ lâu. Hao tài về giao thiệp, ăn uống, giải trí, chữa bệnh. Tử vi tuổi Tân Hợi, thuộc mệnh kim. Mọi việc không nên cưỡng cầu, hãy chấp nhận những gì mình đang có trong hiện tại, sẽ có lợi sau này. Có tin tức, ở xa tốt cũng có mà xấu cũng có. Mọi việc nên chờ đợi, không nên hấp tấp tiến hành, cũng không nên nghe ý kiến của những người khác. Có người ra đi, gặp lại người xưa. Tài lộc trung bình, định kỳ, đáo hạn. Tử vi tuổi Quý Hợi, thuộc mệnh thủy. Mọi việc mong cầu cần phải dựa vào sức hoặc uy tín của người khác thì mới thành công. Tuy nhiên mọi sự đều phải sòng phẳng để tránh sự mích lòng về sau. Nên di chuyển, đi xa. Ngày có nhiều công việc đến dồn dập, cũ cũng như mới, hoặc có nhiều người đến hoặc có nhiều tin tức. Nên thanh toán những gì mình còn dính líu ở quá khứ, hoặc nên giải quyết cho xong những việc đã kéo dài từ lâu. Hao tài về giao thiệp, ăn uống, chữa bệnh. Con số may mắn, 68. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, bạc. Quý nhân phù trợ Tý, Sửu, Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.